Sáng ngày 8 tháng 11, các giáo viên cùng rất đông phụ huynh có con học trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Triểu, Đà Nẵng, tất bật dọn dẹp bùn đất sau mưa lớn tối ngày 7 tháng 11. Đây là lần thứ hai trong mùa mưa năm nay trường tiểu học Hồng Quang bị ngập. Lần ngập trước xảy ra trong tháng 10. Theo đó, lúc 11 giờ đêm 7 tháng 11, trường tiểu học Hồng Quang đã xin ý kiến phòng giáo dục đào tạo quận Liên Triểu cho phép học sinh toàn trường nghỉ học vào sáng nay mùng 8 tháng 11. Vì nghỉ học là để giáo viên tập trung dọn dẹp phòng ốc, bàn ghế, sân trường. Trận mưa đã khiến bùn non phủ kín toàn bộ phòng học tầng dưới. Trường có gần 1.500 học sinh. Sau khi được sự cho phép của lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, ban giám hiệu đã chỉ đạo cho các giáo viên nhắn tin thông báo với phụ huynh cho học sinh về việc nghỉ học. Trường cũng nhờ hỗ trợ từ lực lượng tiểu đoàn đặc công 409, Bộ Tham mưu quân khu 5 đến cùng dọn dẹp vệ sinh các phòng học nhờ có kinh nghiệm từ trận lụt năm ngoái nên tất cả các đồ dùng học tập đều đã được bố trí ở vị trí cao chính vì thế dù đợt này lũ đến bất ngờ nhưng trường chỉ bị ngập trong bùn non các thiết bị khác không bị thiệt hại đáng kể